Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày 5 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước sự tác động kép càng đòi hỏi sự vận hành linh hoạt của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người dân để duy trì sự phát triển. Công ty cổ phần Giang Huế, thành phố Bắc Cạn là một trong những đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vận tải. Cùng với việc kinh doanh vận tải hành khách, công ty cũng đầu tư nhiều xe tải, máy san ủi. Theo ông Nguyễn Đức Giang, giám đốc công ty, trong hoạt động kinh doanh, giá xăng dầu có tác động khá lớn. Một năm trở lại đây, giá xăng dầu tăng liên tiếp đã khiến công ty gặp không ít khó khăn. Nên là trong cái thi công cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì là khi về cái giá để mà xây dựng thì là người ta xây dựng theo giá quý. Đấy, còn đơn vị chúng tôi, đơn vị thi công là xăng dầu là tăng từng ngày. Cứ tiếp là tăng, tôi nghĩ là sẽ còn tăng. Thế nên là tất cả các đơn vị, không những đơn vị của tôi, là tất cả sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cái giá cả thị trường rồi là mọi thứ nó tăng theo. Từ cuối năm 2021 và thời điểm đầu năm 2022, giá xăng, dầu liên tục tăng cao. Có thời điểm giá dầu tăng tới 60%, xăng tăng từ 25-30%. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 3, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 545 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 547 đồng một lít. Tại Bắc Cạn, xăng RON 95 ở mức hơn 27.360 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 cao nhất là 26.590 đồng một lít, cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Theo tính toán của một số chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chi phí xăng dầu thường chiếm khoảng 4% trong tổng chi phí sản xuất và chiếm trung bình 1,5% trong tổng tiêu dùng của hộ gia đình. Đặc biệt, giá xăng dầu tăng tác động rất mạnh tới một số ngành như vận tải, khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, nên giá thành một số loại sản phẩm chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo giá hàng hóa tăng vì chi phí trong khâu lưu thông bị đẩy lên, tạo áp lực gây lạm phát, giảm sức cạnh tranh của dịch vụ, hàng hóa sản xuất trong nước, tác động xấu đến tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Một trong những cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là cái khi giá xăng dầu thông báo tăng là người ta áp dụng được ngay. Còn đối với chúng tôi thì mặt hàng này không thể áp dụng tăng giá ngay cùng với thời kỳ xăng dầu tăng giá được. Bởi vì hệ thống khách hàng của chúng tôi là những đại lý hoặc là những người nông dân thì người ta cũng không có cái điều kiện để mà tái đầu tư sản xuất khi mà mình áp dụng một cái việc tăng giá luôn vào ngay được. Có thể thấy sự tác động của giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp, giá hàng hóa tiêu dùng cũng tăng theo. Chính vì vậy, vấn đề bình ổn giá xăng dầu cần được quan tâm để doanh nghiệp cũng như người dân có thể phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Thưa quý vị khán giả, những ngày vừa qua, số lượng người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, tạo nên nguy cơ lây lan rất cao. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng như các xã, phường, thị trấn đã xuất hiện thêm người nhiễm bệnh này. Để đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng hơn. Đã một tuần nay, tất cả cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc và ở tại cơ quan, không về nhà, theo chủ trương cấm trại của đơn vị. Đây là một trong những biện pháp quyết liệt đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh áp dụng trong tất cả các đơn vị trực thuộc trên toàn tỉnh để phòng dịch COVID-19. Lệnh này được thực hiện sau khi đơn vị phát hiện người đầu tiên nhiễm COVID-19 từ cuối tháng 2 vừa qua. Đối với những cán bộ chiến sĩ đang nghỉ tranh thủ ngoài đơn vị thì tự cách ly ở nhà, sau đó tính vào nghỉ phép của năm. Trong cái quá trình thực hiện tại đơn vị cấm trại vẫn duy trì quán triệt và thực hiện tốt cái 5K ở tại cơ quan đơn vị. Đối với lại các trường hợp mà nghi nhiễm thì chúng tôi tổ chức hàng ngày tổ chức tiến hành xét nghiệm, mà có trường hợp nào mà nhiễm thì chúng tôi sẽ đưa về chỗ trung cơ sở 2 của trung đoàn 750 để tổ chức điều trị ở tại đó, tập trung tại đó. Thế còn lực lượng còn lại vẫn tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị nhưng phải duy trì nghiêm về cái chế độ phòng chống dịch. Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 tại đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu 100% cán bộ chiến sĩ đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách. Cùng với đó là thực hiện phun khử trùng tiêu độc thường xuyên ở những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Việc ăn cơm của cán bộ chiến sĩ cũng thực hiện giãn cách, không tập trung đông người tại một chỗ và cùng một lúc. Đơn vị đã
quán triệt và chấp hành nghiêm đối với mệnh lệnh của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy. Tất quán triệt đến đồng chí cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị thực hiện đúng quy định, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành đúng 5K. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm giãn cách, giữ đúng khoảng cách. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và lựa chọn địa điểm nơi làm cách ly, điều trị cho những người nhiễm COVID-19. Các yếu tố về hậu cần, kỹ thuật đảm bảo cho công tác điều trị được lên phương án cụ thể. Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, các trường hợp nhiễm COVID-19 ở đơn vị đều không có triệu chứng, nên công tác phòng dịch càng cần phải được thực hiện cẩn thận hơn để tránh lây lan. Tất cả những trường hợp F0 đều được cách ly y tế và điều trị phù hợp theo thực tế. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phát triển trồng rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình lâm nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân trong tỉnh đã có nhiều cải thiện đáng kể. Gia đình bà Lý Thị Yến là một trong những hộ trồng rừng tiêu biểu ở xã Quang Phong, huyện Na Rì. Những năm trước đây, cuộc sống gia đình bà gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, từ khi tham gia trồng rừng, gia đình bà có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Hiện bà Yến đang có hơn 3 hectare rừng trồng, gồm mỡ, keo và quế. Trong đó một số diện tích đã cho khai thác và mang lại giá trị khá. Tôi bắt đầu trồng, tôi đổ bỏ phân xuống, thấy cỏ rậm tôi lại bổ đi phát, bắt đầu lại mỗi năm tôi chăm sóc 2 lần, thì tôi thấy cây cũng phát triển tốt, hiệu quả của rừng thì mang thu nhập thì tùy theo thôi, cũng rừng phát triển tốt thì nó thu nhập cao, thì từng chục năm trở lên là thu nhập quá khá. Trong 10 năm trở lại đây, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh đã biết tận dụng lợi thế đất lâm nghiệp để trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế như keo, thông, quế, hồi, lát, chám. Trung bình mỗi hộ trồng từ 3 đến 5 hectare rừng, thậm chí có hộ có trên 20 hectare. Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư trồng rừng, người dân trong tỉnh còn chủ động thay thế những giống cũ cho năng suất thấp bằng những giống mới có năng suất cao hơn. Đặc biệt bà con còn biết ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng. Nhờ đó đến nay, đời sống của những hộ làm nghề lâm nghiệp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ thu về nguồn lợi nhuận đáng kể từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm, trở thành mô hình trồng rừng điển hình ở địa phương. Trong đó tiêu biểu là mô hình trồng rừng thông ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, mô hình trồng keo ở xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, mô hình trồng lát ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới, mô hình trồng rừng quế ở xã Nông Thượng và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn. Trước đây thì bà con tập trung vào trồng cây mỡ. Thế thì sau một thời gian thì có một số hộ là đã trồng những cây quế thì giá trị cũng cao hẳn so với cây mỡ. Trong tổ ấy thì bà con cũng chủ yếu là phát triển kinh tế từ cây quế. Nhờ có cây quế thì bà con mới làm được nhà cửa, mọi cái sắm sửa những vật dụng trong gia đình. Với những hiệu quả kinh tế từ trồng rừng mang lại, các huyện, thành phố trong tỉnh đang tiếp tục vận động người dân tập trung phát triển mô hình kinh tế trồng rừng gắn với chế biến gỗ, đồng thời khuyến khích xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn đem lại thu nhập cao, làm cơ sở để nhân rộng trên toàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang triển khai một số mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng để giúp cải tạo rừng nghèo kiệt, tái sinh và làm giàu rừng tự nhiên, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân từ rừng. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.180 loài cây dược liệu thuộc 190 họ thực vật khác nhau, trong đó có nhiều loại quý hiếm, có giá trị cao như sa nhân tím, rổi xanh, khôi nhung tía, đẳng sâm, đinh lăng, hà thủ ô, cà gái leo, ba kích. Những cây trồng này hiện đang được nhiều địa phương đưa vào trồng dưới tán rừng tự nhiên. Điển hình như các huyện Bạch Thông, Chợ Mới và Bắc Nạm đã đưa một số cây dược liệu vào trồng trên diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt như rong giềng đỏ, đẳng sâm, ban lá đính, đinh lăng, rổi xanh, sa nhân tím. Những cây dược liệu này đều có giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, phù hợp trồng dưới tán cây rừng. Chi phí đầu tư không lớn, thời gian sinh trưởng lại ngắn, đầu ra cũng thuận lợi, do đó vừa giúp tăng thu nhập cho người dân, vừa góp phần nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng. Chợ Đồn là địa phương đứng thứ 2 sau huyện Bạch Thông về diện tích cây cam, quýt với khoảng 400 hectare. Những năm gần đây, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộ dân ở huyện Chợ Đồn đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích trồng cam, quýt, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo hướng nông nghiệp sạch, Việt Gáp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Đồng Thắng.
Gia đình anh Hoàng Văn Sự ở thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng có hơn 2 hectare cây cam quýt. Trong số này, hơn 80 cây được gia đình thực hiện chăm sóc theo hướng Việt Gáp. Thực hiện kỹ thuật Việt Gáp, gia đình phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời ngay sau khi sâu bệnh chớm xuất hiện, đồng thời bổ sung phân bón theo đúng chu kỳ phát triển của cây. Đặc biệt, gia đình anh Sự sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt, đảm bảo phun đúng bệnh. Anh Sự cho biết, việc trồng, chăm sóc cây cam quýt theo đúng quy trình Việt Gáp khá dễ dàng, chất lượng và mẫu mã quả cam quýt được nâng lên rõ rệt. Có các dự án rồi đi tập huấn cũng nhiều kênh, là họ sẽ truyền tải về phân bón nhiều này, với lại thuốc phun luôn, là cách chăm sóc cây thì chăm sóc được thì hiệu quả sẽ cao hơn, xong là mình tỉa được là thu hái nó sẽ dễ dàng hơn. Từ năm 2017, xã Đồng Thắng triển khai mô hình sản xuất cam quýt bền vững theo hướng Việt Gáp. Diện tích thực hiện mô hình là khoảng 50 ha trong tổng số hơn 310 ha diện tích cam quýt. Gần 20 hộ đã tham gia mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Các hộ dân đã từng bước nắm được quy trình quản lý và chăm sóc theo hướng dẫn từ làm cỏ, bón phân, tỉa cành, thu hái, bảo quản. Ở những vườn cây ăn quả áp dụng Việt Gáp có độ thông thoáng, cây ít bị sâu bệnh hại, sinh trưởng phát triển tốt, ra hoa, đậu quả với tỷ lệ cao. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thắng, đối với những diện tích thực hiện Việt Gáp, năng suất đã tăng từ 20 đến 22% so với khi chưa áp dụng mô hình Việt Gáp. Vâng, cái diện tích Việt Gáp của xã thì khoảng là được công nhận là khoảng 50 ha, thì Ủy ban Nhân dân xã và cũng đã tuyên truyền là bà con là thứ nhất là vẫn giữ nguyên cái diện tích, thứ hai nữa là có hiệu quả thì nhân rộng diện tích cái cam, cái quýt. Thì như năm nay là chỉ tiêu của xã giao cho các thôn là cũng 30 ha cam, 30 ha, và 30 ha để nhân rộng thì cũng đã triển khai và giao chỉ tiêu đến từng thôn. Tuy nhiên, theo những hộ dân thực hiện trồng cam quýt theo hướng Việt Gáp, hiện nay sản phẩm vẫn chưa có kênh tiêu thụ ổn định, người trồng vẫn tự xoay sở tìm đầu ra, sản phẩm chưa thiết lập được nhãn hiệu nên người tiêu dùng còn nghi ngại. Trong khi đó, việc chăm sóc cam quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp lại cần nhiều nguồn lực về kinh phí, công chăm sóc. Xã Đồng Thắng đang định hướng liên kết bao tiêu sản phẩm cam quýt địa phương trong thời gian tới để cây ăn quả có đầu ra ổn định và vươn ra thị trường lớn. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã hỗ trợ các tổ nhóm phát triển dự án trồng cỏ voi xanh, cỏ voi VA06 tại huyện Pác Nặng. Đến nay, diện tích giống cỏ dự án đã mở rộng lên 14 ha. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã hỗ trợ tổ nhóm phát triển trồng cỏ tại 3 xã là Nghiên Loan, Bộc Bố, Giáo Hiệu thực hiện dự án trồng cỏ với diện tích 10 ha. Giống cỏ cấp giống gồm cỏ VA06 và giống cỏ voi xanh. Đây là loại cỏ có năng suất và hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Do đó, 120 hộ dân tham gia dự án của 3 xã đã đầu tư nhân rộng diện tích trồng cỏ từ 10 ha lên 14 ha, qua đó đảm bảo nguồn thức ăn trong phát triển chăn nuôi đại gia súc. Năm 2022, tỉnh phấn đấu 100% số xã có đài truyền thanh cơ sở hoạt động. Hiện nay có tới trên 30 đài truyền thanh cơ sở không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Do được đầu tư đã lâu, công nghệ lạc hậu, trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng hoặc sửa chữa nhiều lần. Tháng 9 năm 2021, tỉnh đã phê duyệt dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở. Theo đó, đầu tư mới hay nâng cấp, chuyển đổi 93 đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn 8 huyện thành phố sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông. Thời gian qua, tình trạng người dân phá rừng nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra. Việc thiếu kinh phí hỗ trợ hoặc hỗ trợ ở mức thấp đối với người dân tham gia bảo vệ rừng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Năm 2021 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 210 vụ phá rừng, tăng 53 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do nhiều hộ dân gặp khó khăn vì chưa được hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng. Cụ thể, các xã khu vực 2, khu vực 3 của tỉnh hiện nay chưa được Trung ương phân bổ kinh phí khoán bảo vệ rừng với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Thêm vào đó, từ năm 2019 đến nay, do ngân sách địa phương hạn hẹp, không cân đối bố trí đủ kinh phí, tỉnh Bắc Cạn chỉ ưu tiên thực hiện giao khoán bảo vệ đối với diện tích rừng phòng hộ. Mặt khác, mức hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng hiện là 400.000 đồng một hecta một năm. Theo người dân, mức khoán này rất thấp so với chi phí thực tế ngày công lao động bỏ ra. Vì vậy, nhiều hộ đã khai thác trái phép hoặc tự ý sản xuất trên diện tích rừng tự nhiên để có thêm thu nhập.
Chương trình thời sự sáng thứ bảy của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.